Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới vẫn đang hoạt động mạnh với sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và giữ nguyên cường độ, khoảng 12 giờ tới thì sẽ nằm ở trên vùng biển từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế. Sau đó thì sẽ đi vào đất liền, khu vực từ Quảng Trị cho tới Quảng Nam và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Quảng Trị đến Quảng Nam và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trên đất liền, từ đêm nay đến sáng ngày mai, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam cũng cần đề phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Ngoài gây gió mạnh, thì áp thấp nhiệt đới cũng tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực. Trong 2 ngày tới, ở khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cùng với Nam Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 200mm. Các tỉnh của khu vực Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, từ nay cho tới ngày 28 tháng 9 cũng có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 200 cho tới 400mm và có nơi trên 450mm. Mưa lớn kéo dài, vì vậy người dân ở khu vực Thanh Hóa cho tới Bình Định, Kon Tum và Gia Lai cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, trong ngày cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có điểm mưa to. Nhờ có mưa nên là nền nhiệt ở đây khá dễ chịu, hầu hết đều dưới 33 độ. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6, nhiệt độ 25-28 độ, độ ẩm 85-95%. Khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 24-29 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25-28 độ, độ ẩm 85-95%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư có mưa to đến rất to và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, nhiệt độ 25-27 độ, độ ẩm 85-95%.